Một, khi ghé thăm trung tâm sinh vật cảnh lớn nhất Đông Nam Á CTY Treo Thiên Giang thì mình đã dẫn các bạn đi tham quan tất cả những loài cá cảnh ở đây. Thì ở phần 2 này mình sẽ dẫn các bạn tham quan những cái loại sinh vật cảnh khác còn lại ở trung tâm này ha. Ok, let's go. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know, ready to spend some time. I wanna spend some time. Ready to talk, baby, can be your rock, baby. Please come and sit with me, or take a walk with me. I need to speak to you, just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we're meant to be, didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. Cause time is precious, time is now. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Rồi tiếp theo mình sẽ dẫn anh em đi qua cái khu thú cưng anh em ha. Đây, đầu tiên ở cái khu này á, là những con chim yến phụng. Đó, những con chim yến phụng nuôi trong lồng kiến. Đó, để người ta có thể xem được. Ở đây nắng chói quá không thấy gì hết. Đây là những cái con này là con hổng rành rồi. Con này là giống như con có cái màu dễ thương quá ha. Con này là nó ghi là bird cockatiel. Đó, 380 ringgit. Ok, bây giờ đi vô bên trong anh em ha. Đó. Đây hình như là chủ ở đây nè anh em. À, bác này là như là chủ ở đây nè. Rồi, đi vô bên trong đây. Đây là buôn Pháp anh em ha. Đó. It's ok. Đây là buôn Pháp ha. Đó, đây là nhân viên ở bên trại đang vệ sinh cho nó. Đó, rất là dễ thương. Ở đây họ nuôi trong cái giấy này các bạn. Có những cái giấy giấy vụn á. Thì khi mà ỉa ở đây xong thì nó sẽ người ta sẽ hốt cái giấy này người ta bỏ luôn. Đó. Rất là nhiều giấy ha. Đây là Golden Silver. Đó, cũng rất là nhiều giấy luôn, hai con Golden. Hồi nó ăn giấy. Còn ở trên đây là những cái này là cái gì? Fox. Fox à? Rồi biết chắc Fox. Đó, những cái con Fox. Bên đây là Shiba Inu. Đó, Shiba Inu 4.500 ringgit một con. Rất là dễ thương anh em ha. Trời, dễ thương quá à. Cái đùi nó kìa. Shiba Inu ha anh em. Con bồn phá mà đang nằm ngủ anh em. Nó không bị gì đâu nha. Đang nằm ngủ, ngủ mất nết chưa. Trời, tướng ngủ kìa. Đó, tớ ngủ kìa. Rồi, bên đây là bắt đầu. Toi bắt đầu anh em ha. Đó. Bắt đầu rất dễ thương. Trời, dễ thương chưa. Hello, hello. Hello con. Đó. Con này đang ngủ nha. Ngủ anh em. Rồi, dưới đây là Corgi. Đây, Corgi anh em ha. Corgi. Corgi. Ở bên đây là cũng là một con này là Pomeranian 3.500 ringgit một con. Corgi là 6.800 ringgit một con. Bull Pháp là 4.000 ringgit một con. Golden Retriever là 4.500 ringgit một con anh em ơi, 4.500 ringgit một con. Rồi phía sau cái khu vực mà chó đó là ở đây là có những cái chuồng là thỏ. Đây thỏ nha. Thỏ. Đó thỏ. Bên kia cũng là thỏ luôn nè. À trong kia có mấy con bò nè. Đó có mấy con bò bên trong. Đó anh em thấy không? Mấy con bò nhỏ nhỏ, nhỏ bên trong đó.
chơi cho mấy con mèo luôn các bạn ha. Đó, nó có thể tha hồ leo trèo thoải mái luôn. Bên đây cũng vậy nha, nó nguyên một cái phòng cho nó. Rồi sau khi tham quan cái hòn cá biển xong thì bây giờ đi xuống đây có nhiều cái hay lắm nè anh em. Đó. Bên trong rất là rộng anh em ha, anh em nhìn bên ngoài vậy đó chứ anh em vô bên trong thấy rất là rộng ha. Đó, rõ ràng luôn, rất là rộng. Rồi quẹo qua đây cái nha. Đó. Đây. Nãy giờ cái anh chàng này anh kêu nãy giờ nè anh em. Đó, con này cũng tương đối to to. Rồi con maca này thấy nó cũng lớn anh em à. Đó. Đuôi này kia cái thứ cũng dài. Ông kêu nãy giờ ông kêu ồn ào lắm. Đó, cái màu phía sau lưng của nó nè. Cánh nó nè. Rồi, đi vô đó là không lấy nén được rồi. Rồi bên đây nữa nha. Bên đây nữa là hai con parrot nữa. Đó, African Grey Parrot. Vẹt xám châu Phi anh em ha. Đây là mình thấy trong đây là có hai con rùa, là một con này là con sao ấn, với con kia là con hình như là con da báo anh em ha, da báo leopard to toi, với lại con này là Indian star to toi. Đó, một con green iguana rất là dạng ha. Đó, để cho mọi người vuốt thoải mái lắm, rất là dài anh em à. Đó, đuôi nó dài tuốt ở trong kia rồi anh em. Đó, cái đuôi dài tuốt ở trong, đứng phơi nắng. Đặc biệt ở đây anh em hãy thấy là họ thiết kế một cái môi trường cho cá, cho bò sát rất là theo tự nhiên anh em ha. Đó, nguyên một cái khu cây cối là cho một con iguana này luôn. Dưới đây thì một cái hồ cá cộng đồng rất là rộng. Hồi nãy mình đứng ở bên ngoài mình thấy ở đây có vòi nước nó bắn vô đây, không biết là cái gì. Đó, thì ra là nó bắn vô cái lu này. Đó, nhưng mà mình ở đây mình xem thì mình thấy nè, rất là nhiều những cái đồng xu người ta quăng vô trong hồ anh em ha. Đây là những cái đồng mà sen tiền Mã Lai. Đó, nhưng mà đây đặc biệt có hai con alligator snapping turtle anh em ha. Đó, rùa cá sấu alligator. Con này thì size nó lớn rồi, chắc phải 60 rồi. Cái mai của nó chắc phải 60. Con bên đây thì nhỏ hơn chút xíu. Đó. Bây giờ mình sẽ thử quăng bỏ đồng xu ở đây rồi để xem mình cầu nguyện thử coi có may mắn không ha. Đó, mình sẽ thử làm cho anh em xem theo phong tục của địa phương. Ok. Rồi anh em ha, đây mình có đồng xu ở đây nè. Đó, mình có một ít cái đồng xu qua giờ mình đi ăn á. Đó, nhiều lắm, bây giờ mình sẽ thử quăng xuống anh em ha. Đó, nó giống như đá vậy, nó cứng như đá vậy anh em. Đó. Đố anh em biết mình cầu cái gì? Mình chỉ cầu một điều duy nhất thôi, đó là gia đình được mạnh khỏe. Rồi, ok, bây giờ sẽ dẫn anh em đi tham quan những cái nơi tiếp theo ở trong cái khu sinh vật cảnh này ha. Đây, bên đây có một cái hồ nước rất là nhiều. À, cái này là không có nuôi trong đây hết, họ chỉ làm ra vậy thôi. Ở đây con rùa này, con rùa giả anh em ơi, rùa giả. Đó. Làm ra cái hòn non bộ. Đó, chim cũng giả luôn, khỉ cũng giả luôn. Để coi ở đây ta nói gì nè.
À, đây họ ghi ở ngoài cái bảng đây là đây là nhiệm vụ của chúng tôi để tạo ra một cái khu cảnh quan mơ ước cho bạn đó. Đó ý là một cái họ giới thiệu những cái công việc của họ để ai mà cần setup á, thì liên hệ với họ để họ lại tận nhà họ setup những cái mô hình những cái sân vườn này cái thứ đó kiểu kiểu vậy. Đây là những cái chuồng chamelon ha các bạn ha. Đó, chuồng chamelon. Để mình đi lại cho anh em xem. Đây. Đó. Còn con này là con gì đây? À, con này là con mật cát. Đây, con này là con này nè nè. 3.200 ringgit một con này. Trời ơi, nó có cái giỏng nữa kìa. Con này là cầy vằn anh em ha, cầy vằn, cầy mơ cát. Đó, có cái giỏng nằm thấy thương ghê. Đó, giỏng kìa. Trời, có cái giỏng nữa. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ thấy một cái hồ. À, cái chỗ này là nuôi con... Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, con chamelon ha các bạn. Đó, con tắc kè hoa ha, rất là đẹp anh em ha. Ở đây mình thấy có những con gecko anh em ha. Đó. Có những con gecko. Đây đây. 730 ringgit một con. Đó, rất là nhiều loại gecko ha, leopard nè. Đó, rất là nhiều loại cũng mình cũng chả rành nữa nhưng mà mình thấy nó cũng rất là đẹp. Đây đây, rồi rõ chưa? Rõ chưa? Ở đây là một con ở đó giờ mình kìa. Hello. Đó. Ở đây tiếp tục là những cái loài gecko anh em ha. Đó. Đó, những loài gecko. Ở trên đây là ở bên đây là một con bên beer dragon ha. Đó, mình không có biết tên tiếng Việt nó là cái gì. Đó, tên tiếng Anh là beer dragon. Đó, đây là tên của nó nè anh em. Bên đây là có những con Florida. Đó, Florida nhỏ các bạn ha. Size nhỏ 288 ringgit. Đó. Coi nó thấy cái máy quay của mình nó bò lại kìa. Xung chưa? Đó. Ở đây mình thấy cái con rùa này là giống Sukata quá anh em. Nhưng mà không phải Sukata hay sao á. Đó, giống lắm. Như nó là Sukata luôn nhưng mà nó là loại khác gì á. Loại gì á. Đó, Head Red Foot. Chân đỏ, cái đầu nó cũng có đốm đỏ mà cái mai đen thui à anh em. Đó, anh em biết con này là loại gì không thì anh em comment bên dưới cho mình biết nha. Đây bên đây là Sukata nè anh em ha. Đó, tùy theo từng size mà có giá tiền khác nhau. Đó. Bên đây họ rải mùng cưa, mặt cưa ha. Cho ăn rau muống. Đây là nhện anh em ha. Display only là chỉ nhìn thôi, không có bán ha, trưng bày thôi. Đó. Chà, à rồi thấy rồi. Đó, mấy con rồi anh em. Nè có một con ngay cửa nè. Đó. Có nhiều con mình không có biết tên đó anh em, thành ra mình sẽ quay cái bảng tên đó cho anh em xem nha. Đó. Ở đây các bạn sẽ thấy có một con chăn albino. Đó.
Con này thì cũng nhỏ thôi. Một bức tranh Amino anh em ạ. Đó. Họ mô phỏng cái mô hình ở trong rừng cho con trăn này nằm các bạn ha. Đó, rất là hay. Và sau lưng mình đó, nãy như mình quay cho anh em đó, là rất là nhiều những cái nơi bán phụ kiện, bán đồ ăn. Đó, các thứ. Đó, mình sẽ quay phớt qua thôi. Chứ mấy cái này ở Sài Gòn mình thì cũng không có thiếu gì. Ở Việt Nam mình cũng không có thiếu gì hết. Đó, rất là đẹp. Qua hai phần thì mình đã dẫn các bạn đi tham quan gần như là 100% tất cả những ngóc ngách ở trung tâm sinh vật cảnh này. Thì hy vọng là các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cũng như là mang tới cho các bạn những giá trị nào đó trong cuộc sống, trong cái niềm đam mê yêu thích sinh vật cảnh. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên là thương hiệu vi sinh quốc dân HIVO là thương hiệu đồng hành trong suốt chuyến đi này của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.